Vâng, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Nhạc Cụ Đàn Hương. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một số mẫu hàng, một số sản phẩm mà Lô Đàn Nguyệt bên mình mới cho ra lò, mới về. Và xin chia sẻ với mọi người là đợt này mùa đông cho nên gỗ nó khá là khô và gỗ khá là tốt, cho nên âm thanh nó rất là hay. Âm thanh rất là hay nên là mình sẽ cho mọi người nghe xem âm thanh tiếng nó thổ như nào nhé. Lô Đàn Nguyệt lần này về toàn tiếng thổ thôi mọi người ạ. Toàn rất là nhiều tiếng thổ thôi. Bây giờ mình xin đánh cho mọi người nghe từ cái cây rất là rẻ tiền cho đến cây đắt tiền. Đây, như ví dụ cây mình đang cầm trên tay đây là 690.000. Đây, gỗ rất là khô, mùa đông mà. Mùa đông nên gỗ khô cho nên tiếng nó khá là ấm. Đây, mình mời mọi người nghe thử xem. Bắt đầu. Thử cây tiếp theo cũng là một cây đặt vật rẻ tiền. Đây, lô mới về đây còn rất nhiều mọi người. Ai có nhu cầu muốn mua đặt vật thì xin vui lòng liên hệ với số điện thoại mình để ở phía mô tả trên màn hình. Ôi, tiếng này cũng rất thổ mọi người. Đàn mới về nên nó hơi bụi một tí, mới vừa mới ra lò xong mà nên nó hơi bụi, gỗ mới mà mọi người. Cây này cũng khá tốt. Đây, cây tiếp theo. Mọi người cứ tha hồ mà xem. Đây, cây tiếp theo. Ui, rất nhiều luôn. Cũng rất thổ. Cây này khóa rất là chắc chắn, vặn rất là đấy, mặt gỗ rất đều nhau, rất đều.
dây tầm cỡ chung thôi mọi người, chưa phải là dây dây 80 đâu. Mới chỉ là dây 68 thôi mà nó tiếng cũng đã thổ như này rồi. Tiếp tục, đây là một cây cuối cùng. À, cái này tiếng kim rồi. Cái này tiếng kim. Sang lô tiếp theo bên tay trái mình đây là lô đàn nguyệt gỗ hương, tức là giá tầm trung. Cây này trên 1 triệu, để xem tiếng nó như thế nào, xem tiếng ra làm sao. Đàn đắt tiền hơn nên là làm khá là tỉ mỉ. Cây tiếp theo video dung lượng nhiều nhựa thì có quay được không anh em? Được. Được đúng không? Ừ. Đang lên hơi khó nhưng mọi người xem thôi. Cây tiếp theo nào. Ui dồi. Cái này thổ lắm. Tất cả những cái bao này mình để trong này là đều để bảo quản đàn mọi người ạ. Tại vì đàn thứ nhất là để cho nó tốt, nó đỡ nứt nẻ. Thứ hai là nó khi mà mùa hè hoặc là mùa đông đến, hay mùa thu hay là mùa lồng nó mưa gió thì đàn nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Cho nên là tất cả những cái đàn đắt tiền trở lên rồi mình sẽ phải bỏ vào bao hết, để khi mình bán cho quý khách, bán cho mọi người thì nó đảm bảo chất lượng. Bây giờ mình bỏ ra mình test cho mọi người xem thôi. Thank you.
Vâng, như vậy là mình đã cho mọi người xem qua những cái lô đàn mà bên mình mới ra lò. Vâng, như bên trái và bên phải mình đây vừa rồi là mình đã cho mọi người xem qua những cái cây đàn mà bên mình mới ra lò. Thì mọi người nghĩ sao về cái video này và chủ đề này? Xin mọi người cho ý kiến phản hồi ở trên Facebook, ở trên YouTube để mình bên mình có thêm cái động lực để ra những cái video tương tự như thế này để phục vụ mọi người xem từng cây đàn một để cho mọi người tha hồ mà lựa chọn tham khảo. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã xem video của nhạc cụ đàn hương. Nếu mọi người thấy hay thì xin hãy đăng ký kênh, like hoặc chia sẻ để cho mọi người cùng nghe, cùng tham khảo để cho bên mình có thêm động lực để ra những video tiếp theo để phục vụ mọi người. Vâng, xin chào mọi người.